Thưa quý vị, nếu như trước đây chuyển đổi số là cụm từ vẫn còn khá xa lạ, thì đến nay người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã cảm nhận được lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số mang lại. Điều này có đóng góp không nhỏ của công tác truyền thông, đặc biệt là vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng. Từ năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê đã triển khai ứng dụng quét mã QR code các mô hình chuyển đổi số tại khu dân cư. Để người dân tiếp cận với các mô hình này, các tổ công nghệ số đã có mặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng để hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tạo lập tài khoản công dân điện tử và thực hiện một số thủ tục hành chính mà không cần mất thời gian ra phường. Là một người lớn tuổi ở địa phương thì tôi thấy rằng về vấn đề chuyển đổi số hắn rất tiện, trực tiếp kiến nghị hay là các phản ánh gì trong điện thoại thông minh để phường nắm bắt. Thì tôi thấy đó là một cái đề xuất tiện lợi cho người dân chúng tôi. Là một đoàn viên thanh niên thì tôi luôn hỗ trợ các bà con ở địa phương cách là tuyên truyền và hướng dẫn bà con sử dụng như thế nào một cách hợp đúng nhất và dễ hiểu. Với công nghệ hiện nay thì chỉ cần một chiếc điện thoại thôi thì có thể vào được các trang web của phường thì có thể hỗ trợ các cô chú nhanh hơn. Không chỉ riêng phường Thanh Khê Tây, với tinh thần trách nhiệm, các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành phố được xem như là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo chuyển đổi số, hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận cài đặt sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch. Qua công tác tuyên truyền, người dân bước đầu đã làm quen với khái niệm chuyển đổi số, từng bước cài đặt và sử dụng các ứng dụng thông minh phục vụ công việc và cuộc sống. Tôi cũng là một thành viên trong cái tổ công nghệ số. Thì với cái trách nhiệm vai trò thì tôi cũng vận động người dân trong tổ là tích cực là tham gia vào cái công cuộc chuyển đổi số chung của nhà nước. Và từ đó là người dân là thực hiện các cái giao dịch như là qua cái công tác một cửa hoặc là những cái đi khám bệnh hoặc là đi trả tiền điện tiền nước, hầu như người dân ở đây là tiếp cận 100%. Thời gian qua, các tổ công nghệ số cộng đồng cũng chính là lực lượng nòng cốt hỗ trợ công an khu vực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNID nhằm đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Về cái tổ công nghệ cộng đồng thì chúng tôi thấy rất là tốt, vì không thể tập trung vào cùng một thời điểm ngay được. Thành ra nhiều khi thành viên cả cái tổ cộng đồng có thể gặp người này người nọ, có thể gặp ở chợ hoặc là có thể ở quán cà phê, họ hướng ngay từ đó họ hướng dẫn và từ đó nó lan tỏa nhanh. Thành phố Đà Nẵng là một trong 10 địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, với gần 2.500 tổ công nghệ số cộng đồng thu hút gần 15.000 thành viên tham gia. Từ khi được thành lập đến nay, các tổ công nghệ số cộng đồng đã và đang phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cho người dân sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực.